Chó và rái cá nó có một sự liên quan mật thiết với nhau về tình cảm. Chó là loài vật rất trung thành, còn rái cá là rất yêu thương. Bởi vậy hai con vật này nó kết hợp với nhau, tự nhiên hai con này gặp nhau là nó yêu nhau liền luôn. Các bạn có thể thấy được điều đó. Bởi vậy nuôi chó và rái cá rất có lợi, cả hai loài vật này đều có lợi cho con người. Tại sao chúng ta không biến rái cá thành một con thú cưng nuôi ở trong nhà và có thể giúp chúng ta bắt cá ngoài thiên nhiên mà không cần dụng cụ hay phương tiện máy móc gì cả? Chó giữ nhà, rái cá kiếm đồ ăn cho mình. Ok, như vậy là sống được rồi. Chúng ta không cần phải kiếm vất vả để kiếm tiền mưu sinh hay gì cả, công cụ ngoài thiên nhiên ban tặng cho mình rồi. Bây giờ mình chỉ cần trồng rau sạch mình ăn, sống là đủ, tiền xài vừa phải là đủ, không cần phải sống lệ thuộc quá vào đồng tiền và tạo ra một cái áp lực rồi gây hại cho bản thân, gây hại cho mọi người. Các bạn hiểu không? Hiểu là đúng không? Ok, nuôi đi.